Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ba Dũng giữ phong độ cho cậu Úc nhờ trận quyết chiến sau 2 năm nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm quyền trải qua ba đời thủ tướng. Thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng là lúc văn phòng Trung ương Đảng và phủ thủ tướng cạnh tranh gay gắt nhất. Nhưng rồi Ba Dũng thất bại và chấp nhận từ giả sự nghiệp chính trị vì quá tuổi. Mặc dù ông Dũng nhỏ tuổi hơn ông Trọng đến thời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Phúc thì dĩ hòa vi quý, không muốn đối đầu với trụ tổng. Nhưng ông Phúc cũng chỉ ngồi được đúng một nhiệm kỳ rồi cũng bị loại. Đến thời Phạm Minh Chính, ông Chính vốn là chỗ tham giao với gia đình Nguyễn Tấn Dũng, nhờ đó Nguyễn Thanh Nghị được yên ổn ngồi vào ghế bộ trưởng bộ xây dựng. Và đây là hình Nguyễn Minh Triết đang giữ phong độ. Đến nay nhiệm kỳ thủ tướng của ông Phạm Minh Chính đã đi hơn một nửa đoạn đường, nhưng ông chỉ có chịu đòn chứ không hề phản công ông Tổng. Chính vì vậy, dù ghế phó thủ tướng đã có hai người rụng và một người chết, lẽ ra Nguyễn Thanh Nghị có thể ngồi vào một trong ba ghế phó thủ tướng đó. Nhưng Nghị vẫn không tài nào đặt mong vào được. Nghị đã thất thế trước Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà. Nghị vẫn còn cơ hội để trám vào ghế của Lê Văn Thành để lại Tuy nhiên, các phe phái trong triều đấu đá nhau chưa ngã ngủ, nên ghế Lê Văn Thành vẫn còn trống, chẳng ai được ngồi vào. Sự nghiệp chính trị của gia đình Ba Dũng đang phụ thuộc vào số phận của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nếu ông Chính chưa đủ sức chơi tay đôi với cụ thù của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng có đủ độ lì để lết đến hết nhiệm kỳ này thì có thể canh sơ hở của đối phương để ra chiêu. Chính Phạm Minh Chính đã ra chiêu bất ngờ tại đại hội 13 vào đầu năm 2021, làm cho phe Phương Đình Huệ trở tay không kịp. Thông tin từ bên trong cho biết, sau khi Phạm Minh Chính bất ngờ giật được chức Thủ tướng, Nguyễn Thanh Long đã mời Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai đến nhà ăn tối để bàn về chức Thủ tướng mà Phạm Minh Chính mới giành được. Bởi Phạm Minh Chính không ưa nguyễn thanh long nên ông bộ trưởng bộ y tế lúc đó rất lo lắng những người tham gia bữa tối đó cũng tỏ ra bất ngờ và nói rằng phạm minh chính đã ủ mưu rất lâu và chuẩn bị rất kỹ để giành được ghế thủ tướng việc đảm bảo yếu tố bất ngờ đến phút chót đã khiến vương đình huệ thua đau và đây là hình nguyễn thanh nghị cũng đang chờ thời Đấy là kinh nghiệm chuyển bại thành thắng ở đại hội 13 của Phạm Minh Chính. Nước cờ hiểm bất ngờ ấy được đánh giá là có bàn tay cố vấn của Ba Dũng. Nên sau khi lên thủ tướng, Phạm Minh Chính đã cứu vớt sự nghiệp chính trị của cậu cả nhà Ba Dũng, Nguyễn Thanh Nghị. Bởi trước khi lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho kỷ luật khiển trách Nguyễn Thanh Nghị về sai phạm đất đai ở Phú Quốc đến tháng 10 thì cho nghị rời ghế bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, chuyển về làm thứ trưởng bộ xây dựng. Đây là việc gián chức, bởi bí thư tỉnh ủy ngang bằng với cấp hàm bộ trưởng vì đều là ủy viên trung ương đảng. Chính việc Phạm Minh Chính bất ngờ giật được ghế thủ tướng đã cứu Nguyễn Thanh Nghị. Sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính không những ảnh hưởng đến Nguyễn Thanh Nghị mà còn ảnh hưởng cả Nguyễn Minh Triết, cậu Úc nhà Ba Dũng. Mới đây, Nguyễn Minh Triết tái đắc cử chức chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11. Đây không phải là bước tiến mà là dậm chân tại chỗ, nhưng dù sao Nguyễn Minh Triết vẫn giữ được phong độ và chờ thời. Vậy ông Nguyễn Tấn Dũng chờ đợi điều gì? Ông chờ đợi kết quả đấu đá ở thượng tầng mà người bên phe của ông là Phạm Minh Chính đang chuẩn bị cho 2 năm nữa. Và đây là hình liệu Phạm Minh Chính có tung chiêu hiểm lần nữa được hay không. Nếu ở đại hội 14, Phạm Minh Chính lại làm một đợt chạy nước rút qua mặt được Vương Đình Huệ để chiếm ghế tổng bí thư, thì xem như sự nghiệp chính trị của hai cậu ấm nhà Ba Dũng lại huy hoàng. Nguyễn Minh Triết nói riêng và cả gia đình Ba Dũng nói chung đang chuẩn bị mọi khả năng để chờ thời điểm quyết định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Ba Dũng giữ phong độ cho cậu Úc, chờ trận quyết chiến sau 2 năm nữa. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Thủ chính cao tay cho Quảng Ninh dìm Đinh Văn Nơi tránh hậu quả Mục đích của ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh là để hỗ trợ Bộ Công an dọn sạch tàn dư hoặc khoan thủng vào những vết tích của ông Đương Kim Thủ tướng tại Quảng Ninh. Điều này thể hiện quá rõ ràng. Ông Nơi về Quảng Ninh trước hết là hỗ trợ Bộ Công an đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh. Tuy nhiên cho đến nay, ông nơi cũng chẳng giúp ích được gì cho ông Tô Lâm. Và đây là hình cũ chánh văn phòng cho bí thư Phạm Minh Chính được tín nhiệm cao 100%. Theo giới thảo tin cho biết, bàn tay của Phạm Minh Chính còn in dấu rất đậm tại địa phương này. Việc đánh vào bộ máy chính quyền Quảng Ninh là việc của ông Nguyễn Phú Trọng chứ ông Đinh Văn nơi không đủ tầm sau hơn một năm đến quảng ninh ông nơi cho bắt cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca và đưa quân đến cát hải hải phòng bắt chi cục trưởng chi cục thuế nơi đây tạo được nhiều tiếng vang tuy nhiên đối với cựu quan chức tỉnh quảng ninh đặc biệt là những người từng làm việc dưới trướng của ông phạm minh chính thời ông làm bí thư tỉnh này là nhiệm vụ quá tầm đối với đinh văn nơi phạm minh chính và tô lâm là hai đồng môn từng lên quân hàm một lượt, từng nắm chức thứ trưởng Bộ Công an một lượt. Hai nhân vật này ganh đua rất gay gắt, thời còn đứng chung với nhau trong Bộ Công an. Tuy nhiên, sau khi ông Phạm Minh Chính được điều về Quảng Ninh làm bí thư tỉnh thì ông chính đã vượt lên hẳn so với ông Tô Lâm. Hiện nay, Phạm Minh Chính là xếp của Tô Lâm trong chính phủ và cũng là nhân vật xếp cao hơn Tô Lâm trong bộ chính trị. Tô Lâm thì đầu quân cho phe ông Tổng, còn Phạm Minh Chính đứng riêng một trụ, cạnh tranh quyền lực với phe Tổng. Và đây là hình Đinh Văn Nơi đang bị dìm tại Quảng Ninh. Hồi tháng 9 vừa qua, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cho ông Trần Cẩm Tú ra tay kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hai nhiệm kỳ, là nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016 và nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021 mà tránh né nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016. Được biết, người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016 là ông Phạm Minh Chính. Việc ông Trọng ra tay với dàn lãnh đạo tỉnh, thời ông Phạm Minh Chính nhưng lại nhẹ tay đồng thời tránh né kỷ luật ông Chính, cho thấy dấu ấn Phạm Minh Chính tại mảnh đất này còn rất mạnh. Đến vua còn phải tránh né thì trách nhiệm khoan vào dàn lãnh đạo tỉnh, thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư đối với ông Đinh Văn Nơi là quá tầm. Tuy nhiên, với tính cách thấy phan được là phan thẳng như ông Nơi, thì dàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không ưa ông. Và chuyện ông Nơi bị thất sủng tại vùng đất này không có gì là khó hiểu. Kỳ bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ông Cao Tường Huy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đạt 61 trên 61 tỷ lệ 100%, phiếu tín nhiệm cao. Được biết, ông Nguyễn Xuân Ký là chánh văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư. Hầu hết vị trí chánh văn phòng của tất cả các cơ quan đều là người được xếp tin tưởng, bởi ở vị trí này không chỉ là phụ tá đắc lực mà còn là tai hòm chìa khóa cho sếp. Còn ông Cao Tường Huy, là bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình Liêu. Ông Huy từng được bí thư Phạm Minh Chính tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đại biểu huyện mình cùng huyện Cao Lộc, Lộc Bình, sang thăm và làm việc tại huyện Ninh Minh thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Và đây là hình sức ảnh hưởng của Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh còn rất lớn. Ba người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất gồm Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và bà Bùi Thị Hương, trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cả ba cùng có 8 trên 61 phiếu tín nhiệm thấp. Như vậy là tàn dư của Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh đang được tín nhiệm tuyệt đối, còn người được xem là thẳng tính, không sợ quyền uy, đinh văn nơi, lại bị mất tín nhiệm trong đảng. Xem ra, muốn hạ chính tại Quảng Ninh không phải chuyện dễ dàng đối với Tổng Tô. Tổ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thủ chính cao tay cho Quảng Ninh dìm đinh văn nơi tránh hậu quạng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới